Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với cái kênh của mình nha. Thì hôm nay mình cập nhật cái vườn mà mình làm bông làm trái cho khách á. Bữa giờ mình bận quá, mình bận lo cửa hàng á, thì không có thời gian mà đi xem nữa. Đây là vườn trái sử dụng cái bộ sản phẩm của mình. Các bạn thấy trái ghê lắm các bạn ơi, trái này giờ chắc trên 3 kg rồi. Coi các bạn, quá trời luôn. Cây này hai mấy trái rồi các bạn, rồi mình đếm coi, 4 trái, 8 trái, 10 trái, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 trái, 34 trái các bạn. Đó. Mà trái các bạn thấy gì không nè, trái này là 3,5 kg luôn. Đó, thằng bạn mình nó trồng sầu riêng cũng lâu rồi các bạn, bởi vì cái cách chăm sóc của nó cũng kỹ nè. Bạn coi nè, nó lấy một cây đọt luôn các bạn. Các bạn thấy, các bạn nhìn vô trong các bạn không có thấy trái đâu. Đây chưa? Ghê chưa? Đó. Mình đi vài cây nữa đi. Các bạn, cây này nhỏ xíu nè, ông để nè, mười mấy 20 trái nè các bạn. Bạn thấy không? Các bạn để ý không? Cái gài nó xanh không các bạn? Cái gài nó xanh không? À, cái gai xanh này, cái dinh dưỡng nó quá rất quan trọng các bạn. Các bạn mà đi sai phân ha, một số người đi sai phân ha, là nó bể đầu gai nè. Rồi nó còn nhiều thứ chuyện xảy ra nữa. Đó. Còn nữa các bạn, nó trồng được mấy chục cây mang trái nữa. Và nó lấy một cây đọt trước sau vậy nè, lấy một cây đọt. Ôi xin lỗi, nó lấy một cây đọt mà trước khi bán luôn. Nó vô dinh dưỡng dữ lắm các bạn, nó cấp dinh dưỡng ghê hồn lắm. Mà thì bây giờ cái trái như thế này á, thì xịt cái gì thì xịt cái sản phẩm đậu trái bên mình. Mà khi mà nó xịt đậu trái xong rồi thì khi mà cái trái bằng nắm tay thì bắt đầu nó xịt cái Romax với cái CR13 bạn. Đó, nó thổi trái lên. Bạn thấy không? Mình đi vài cây nữa đi nha. Đó. Đây, tiếp tục. Cái này là 75 ngày các bạn. Đó. Cái trái nó đạt trọng lượng này rồi. Đó. Trời ơi, thấy mê chưa? Nó còn một lô kia xa quá, mình không có đi, mình làm biến đi lắm à. Mình đi dữ lắm, mình mỏi chân nè, các bạn thấy không? Xanh da, xanh gai. Trời ơi các bạn ơi. Ở trồng sầu riêng mà tới lúc này là nắm chắc tiền đó các bạn. Bây giờ cũng phải 80 ngàn một ký đó. Rồi, một lát mình sẽ làm cái clip mình chia sẻ cái phân của mình đưa cho nó đi cho mấy bạn xem. Với cái thuốc mà nó xịt trên này, chỉ bắn trái thôi các bạn. Rồi. Chào các bạn. Hồi nãy mình có đi vô mình quay cái vườn của thằng bạn mình đó. Thì bữa nay là được 75 ngày rồi. Thì mình sẽ cho nó rải một cử phân cuối để mà nó vô cơm đó các bạn. Thì cái dòng mà mình sẽ cho nó rải là mình sẽ cho nó là 15, 11, 18. Thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà không rải 12, 11, 18. Thì mình cũng chia sẻ luôn là tại vì hiện tại thì ra cái giá sầu riêng nó đang rất là cao đó. Thì mình cho đạm hơi cao xíu, đặng cho cái vỏ sầu riêng nó dày lên chút xíu, đặng cho nó nặng ký đó. Mình làm nông mình cực mà các bạn. Thì bây giờ tới thành quả thì nói chung là cái trái sầu riêng thì nó ngon thôi là được rồi. Còn cái trái bây giờ là mình cần cái đạm nó cao lên cho nó thổi trái lần cuối đó. Rồi thì mình sẽ mai mình sẽ chở vô cho nó, mình cho nó bón luôn. Rồi hồi nãy mình có chia sẻ là mình xịt cái gì đó, mình sẽ đưa cho nó bộ thổi trái. Hôm bữa là mình sẽ đưa cho nó một bộ rồi mà nó có 20 cây à, mà nó bắn một lần có 60 lít thôi bạn. Mình đưa cho nó một bộ là tới bây giờ nó nghỉ mua của mình luôn rồi, nó tới mấy trăm lít nước, tại một bộ của mình tới 200 mấy chục lít nước. Là đây mình sẽ giới thiệu cho bạn luôn nè.
đây nó gồm ba thứ, đây nó gồm chung một bộ nè bạn ha, cái rô mắt nè đó, rồi một cái CR13 lớn trái cực nhanh với một cái Wokujin đó. Cái chai này á, thì các bạn, cái chai này 130.000 nhưng mà xịt tới 300 lít nước thôi bạn, 130.000 nha. Cái này á là mỗi gói là 50.000 đó, là 230.000. Cái chai này là 45.000 đó, là 275.000, nhưng mà cái chai này thì mình mày xịt còn dư lắm, tại tới 300 lít nước là đó, 275.000, tầm 200 tới 300 lít nước thì còn dư là mình để lại, năm sau mình sẽ tiếp, tại cái đáp nó tới 3 năm rồi các bạn. Rồi mình báo giá luôn cái bộ này và cái bao này hiện tại á, mình đang bán 390 nha các bạn, nhưng mà hết cái lô này là nó lên thêm nữa rồi, tại vì phân bây giờ lên giá quá, thì bây giờ mình bán tới đâu thì mình hỗ trợ bà con nông dân tới đó. Rồi mình xin chia sẻ tới đó thôi các bạn. Rồi các bạn có cần gì thì các bạn cứ alo cho mình qua số điện thoại là 0968159121 hoặc 0766828912, mình tên Thái các bạn. Cửa hàng mình ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền nha. Cái vườn của bạn mình ở xã Nhân Ái các bạn. Các bạn có nhu cầu tham quan thì cứ điện thoại cho mình sẽ dẫn vô tới. Trái rất là đẹp. Rồi, hẹn các bạn ở các video clip lần sau.